Chiều ngày 25 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Đức Huệ tổ chức lễ tiếp nhận và trao tặng máy tính bảng cho học sinh từ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT theo chương trình Sống và máy tính cho em. Tại huyện Đức Huệ, chương trình Sống và máy tính cho em đã trao 848 máy tính bảng và kèm sim Vinaphone 4G cho các em học sinh từ khối tiểu học đến khối trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với tổng trị giá 2,3 tỷ đồng. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, buổi lễ chỉ trao đại diện máy tính bản cho 38 em học sinh khối tiểu học và khối trung học cơ sở. Số máy tính bản còn lại, Ủy ban nhân dân quyền sẽ trao lại cho các trường để chuyển đến cho các em sớm nhất. Việc trao máy tính bản hỗ trợ cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 là hoạt động hết sức ý nghĩa và nhân chăng qua đó không chỉ giúp các em học sinh thuận lợi trong việc học tập trực tuyến mà còn tạo động lực để các em cố gắng phấn đấu học tập thật tốt, đạt nhiều thành tích trong năm học 2021-2022.